Xin chào tất cả các bạn. Nay tôi rất là vui được xuống thành phố Thái Bình. Thành phố Thái Bình cách nhà tôi 40 km các bạn. Tôi đang đi đến Cầu Bò này các bạn. Chúng ta cùng nhau khám phá xem thành phố chúng tôi có những cái gì nhá, xem đổi mới như thế nào. Đây là Cầu Bò các bạn. Chúng ta cùng nhau ghé thăm bảo tàng của Thái Bình nhá. Đây chúng ta đang đến bảo tàng các bạn. Đây, bảo tàng của Thái Bình chúng tôi đây, rất là đẹp. Các cụ xưa có câu là Thái Bình có chiếc cầu bo, có nhà máy cháo, có lò đúc mui. Nhưng mà thật sự Thái Bình chúng tôi giờ là bỏ hết rồi các bạn. Giờ rất là đẹp, rất là khang trang. Đây này, các bạn nhìn thấy sự đổi mới của Thái Bình chúng tôi có thấy rất là đổi mới. Đây, đây là khu hành chính của thành phố Thái Bình. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp, rộng rãi. Đây, các bạn nhìn thấy buổi tối ở đây rất là đẹp các bạn ạ. Rộng rãi mát. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là những cái đồ vật lưu niệm thời chiến tranh để lại, khu bảo tàng giữ lại để làm kỷ niệm. Đây, chiếc máy bay ngày xưa trong hàng còn giữ rất là mới. Tất cả có biển báo, tất cả nha. Khu vực trưng bày không viện sự miễn vào, có nghĩa là không được qua cái hàng lưới này các bạn này, cái hàng xích này. Đây, những cái xe tăng, những khẩu pháo. Đây các bạn nhìn thấy pháo thời ngày xưa đây, được bảo tàng giữ lại còn rất là mới. Đây, những cái tên lửa này. Sự Thái Bình chúng tôi bây giờ phát triển rất là mạnh. Chúng ta cùng nhau vào trong xem trong nhà có gì nhé. Đây, vào trong bảo tàng này. Giữ được những cái ô tô rất là lâu đời các bạn này. Này không biết là từ đời bao giờ thì rất là lâu rồi. Nói chung là những cái đồ cổ này. Đây, các bạn nhìn này. Năm 1963, năm 1968. Chúng ta còn nhau khám phá ở điểm khác nhé. Các bạn thấy nhìn thấy đường của Thái Bình chúng tôi có đẹp không? Rộng rãi, rất là đẹp. Đây chúng ta đang ở đường Lê Lợi. Những tòa nhà chọc trời rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy Thái Bình chúng tôi phát triển rất là nhanh. Hệ thống đường rất là đẹp. Chúng ta cùng nhau ra khám phá Vincom Thái Bình. Thái Bình chúng tôi chuẩn bị lên thuộc khu thành phố đạt loại 1. Bây giờ đang đạt loại 2 các bạn. Trong thời gian tới là Thái Bình chúng tôi sẽ đạt khu thành phố đạt loại 1. Đấy các bạn nhìn này, đường xá rất là thoáng, sạch sẽ, hai bên bề hè rất là sạch. Đây, chúng ta cùng nhau vào khám phá Vincom nhé. Các bạn thấy Vincom tôi rất là đẹp. Nói chung đồ trong này cũng rất là mắc chứ không rẻ. Chung là cũng những người thu nhập thấp thì vào đây thì thật sự là cũng mua thì cũng hơi cao. Đấy, bạn nhìn đấy, không gian rất là đẹp. Tòa nhà Vincom là 6 tầng các bạn nhé, tất cả hệ thống bằng thang máy rất là đẹp. Các bạn nhìn những cái thang máy. Nay chúng ta cũng đi khám phá thành phố Thái Bình xem có những gì đổi mới hơn ngày xưa, chắc chắn là rất là nhiều các bạn.
các quán cà phê, các khu ấy là rất là đẹp. Chúng ta ghé quán cà phê Phú Gia nhá. Thì giới thiệu các bạn, đây là quán cà phê gọi là đẹp nhất Thái Bình, có biệt danh là quán cà phê Phú Gia, dành cho những hệ gọi thượng lưu uống cà phê ngắm cảnh. Đây các bạn nhìn này, khi vào là có một cái hồ rất là đẹp, cá rất là đẹp đấy, để cho các bạn ngắm. Đây các bạn nhìn những chỗ để mình thư giãn cà phê nhìn rất là đẹp, thật sự là hiếm có các bạn. Ở trong thành phố mà có những quán cà phê này thì thật sự tôi thấy là chỉ có Thái Bình chúng tôi mới có. Rộng rãi mà thiết kế như là một cái vùng về là ở ngoài nội thành, như còn trong thành phố thì chắc chắn là ở các nơi không quán nào có. Thiết kế rất là đẹp, xây đúng là cảnh gọi là có biệt danh Phú Gia là đúng. Đây, các bạn nhìn cá tung tăng để cho các bạn ngắm. Đây, các bạn cùng nhau vào khám phá quán cà phê nha. Quán cà phê làm toàn bộ bằng gỗ. Đây là khu bàn thu ngân. Đây, tất cả này. Bạn thấy xây một cái khu để mình thư giãn uống cà phê này thật sự là rất là tốn kém. Đây, chúng ta vào trong. Sự vào trong mới biết là quán cà phê đẹp như thế nào, rất là cổ kính, xây toàn bộ bằng gỗ. Một đại gia nào đầu tư này chắc chắn cũng không phải ít tiền các bạn. Đây các bạn vào nhìn trong rất là đẹp, trang trí tất cả bằng gỗ, tất cả những cái đồ cổ để trang trí rất là đẹp. Các bạn nhìn từ những cái bộ bàn ghế này, những cái cột kèo các thứ này, các bạn nhìn này, những cái tủ để trưng bày đồ cổ cũng rất là đẹp. Nhưng mà Thái Bình chúng tôi phát triển rất là mạnh, tôi đi uống cà phê rất là nhiều nơi, nhưng mà thật sự nếu quán cà phê mà được như ở Thái Bình chúng tôi chắc là không có, chắc chắn là chỉ có Thái Bình thôi, theo tôi dám cam đoan thế. Các quán cà phê ở kia nó chỉ là tôi thấy rất là dân dã bình thường. Đây các bạn nhìn này, thiết kế rất là đẹp, tất toàn bộ bằng gỗ. Đây. Nhìn rất là đẹp, ngồi uống cà phê thư giãn yên tĩnh. Đây. Tất cả các cái chỗ để cho các bà mẹ cho con giải trí chơi ở ngoài rất là đẹp. Ngọn độc quỳnh cổ, thật sự đại gia nào mà đầu tư một cái chỗ tiền số tiền để mà làm được những cái chỗ như này chắc không biết biết bao nhiêu tiền, quá đẹp các bạn. Tôi thấy này, các bạn rảnh hãy đến quán cà phê Phú Gia để thư giãn, uống ly cà phê ngâm nghi để ngắm cảnh, quang cảnh rất là đẹp. Ra thanh toán thì là con cà phê này bao nhiêu tiền một ly cà phê nhá. Ngoài không gian rất là đẹp, có 25.000 ly cà phê các bạn ạ. Rồi. Chúng ta đoàn chúng tôi này đến thăm một salon ô tô của thành phố Thái Bình, chúng ta cùng nhau vào đây. Có những hãng Kia Moto, Mazda. Chú em đi thăm mua ô tô, thăm cái salon như là salon của Thái Bình như thế nào, rất là rộng các bạn. Vào trong bây giờ các bạn nhìn đây là con Mazda 2 nhá, rất là nhiều ô tô mà cái salon làm rất là đẹp. Đây là Mazda 3 này. Đây là C5. Con xe này là hình như xe của Pháp thì phải các bạn. Ta cùng nhau khám phá nha, xem là chú em này chú thích cái ô tô gì.
Đây là nhân viên bán hàng của hãng salon ô tô. Đây, tất cả loại xe rất là nhiều màu, rất là loại, rất là nhiều xe. Đây là con Mazda 6 rồi các bạn. Con này có giá 899 triệu. Con CX-5 cũng có giá 895 triệu các bạn nhé. Đây. Đây bên này là trưng bày các loại của Kia. Tất cả nhiều xe các bạn, rất là đẹp. Thật sự là xuống đây là muốn lấy ngay. Này cả gia đình tôi đi thăm thành phố Thái Bình, thăm tất cả các chỗ để xong là về xem cái xe, nếu được giá cả này chú em lấy luôn cái xe các bạn. Thật sự Thái Bình chúng tôi lâu lắm tôi mới xuống, nhưng thật sự để phát triển thật sự rất là nhanh và rất là đẹp. Nằm giữa thành phố mà có cái salon rộng mà đẹp như này thật sự là hiếm có. Con xe chắc mới các bạn, nhìn đây các nhân viên đang đây giới thiệu các bạn, đây là chú em tôi nhá. Này chú đi xem con xe, chú thích xe Kia, thích con Cerato nay quyết định đi lấy xe, thích lấy màu đỏ các bạn. Con này là con Sorento 7 chỗ nha các bạn nhé, rất là đẹp. Nói chung là rất là hoành tráng. Này chú Tân là mua rồi, nay chú Duy tiếp tục đi lấy cái xe nữa. Nên là nay cả nhà đi thăm xe, thăm thành phố. Đây là mẹ đẻ của chú Nguyễn Gia Duy nhá, nay đưa con trai đi xem xe. Xe rất đẹp các bạn. Chú gì chú hợp mệnh xe màu đỏ nên là nay chú quyết định lấy xe màu đỏ. Rất là nhiều xe đẹp các bạn, vào trong salon mới biết. Rồi, quyết định lấy xe màu đỏ. Giờ tôi cũng sẽ chưa, có khi ghé quán cơm ăn cơm. Này quyết định để ăn cơm ở cầu Cống Trắng các bạn nhé. Đây chúng tôi lại về Cống Trắng này. Và thăm quán cơm gà, như thế người ta quảng cáo là đây quán cơm ăn rất là ngon. Nhưng chúng tôi đi xem quán cơm, tôi bắt đầu vào quán cơm nhá. Đây là quán cơm gà Hùng Tuyết, cơm 8, gà rang. Chúng ta cùng nhau vào khám phá cho cơm của Thái Bình chúng tôi ăn ra làm sao. Các bạn nhìn đấy, cơm này nổi tiếng ở thành phố Thái Bình, rất là đông. Thật sự lâu lắm mới xuống thành phố, nhưng mà thật sự thành phố Thái Bình chúng tôi là phát triển, tôi thấy là còn mạnh hơn là cả Sài Gòn, mạnh hơn Hà Nội, phát triển rất là nhanh. Thật sự nếu một thời gian nữa không xuống thì chắc chắn là sẽ quên, không biết đường này mới đường kia nữa, vì phát triển quá là mạnh, quá là nhanh nên là đi quên hết cả đường các bạn. Thật sự danh bất hư truyền. Quán cơm này các cô gọi là phục vụ rất là liềm lở. Nói chung là Thái Bình chúng tôi là rất là mến khách. Khách vào rất là tươi cười chào hỏi và rất là tình cảm, chứ không như mọi nơi là đi vào là chặt chém hoặc cái gì đó. Thật sự là riêng Thái Bình chúng tôi là không có các bạn nhé. Các bạn đi ăn bất cứ cái quán nào ăn đúng giá, không bao giờ thấy khách lạ mà lại chặt chém hoặc cái gì đó thì mang tiếng, nhưng Thái Bình chúng tôi là không có. Thì Thái Bình chúng tôi là rất là lịch sự. Đây, quán cơm là rất là ngon.
nghe quảng cáo này chúng tôi mới ghé vào xem là ăn như thế nào. Chắc là mọi người rất là đói, đi từ sáng giờ là đi rất là nhiều chỗ. Nói chung là để mà đi được hết Thái Bình chắc mới mất cả tuần các bạn ạ. Nhưng mà thôi, thời gian nó rất là có cho phép. Thì chúng tôi chỉ đi những cái điểm chính. Đấy, còn những cái điểm kia thì hẹn các bạn dịp khác. Chứ còn là thật thật sự mà đi được hết Thái Bình thì rất là lâu. Vì Thái Bình rất là rộng. Đây là Nguyễn Gia Tân nha các bạn nha. Thanh niên sinh năm 98, chưa có người yêu. Đây là cô Minh Ngọc, là vợ của Nguyễn Gia Duy. Còn đây là mẹ đẻ của Nguyễn Gia Tân, Nguyễn Gia Duy. Còn đây là cô bác sĩ, đây các bạn. Quán cơm ăn rất là ngon. Chúng tôi chỉ gọi là mấy món đơn giản: gà rang, rồi là cá kho, rồi Nguyễn Gia Tân. Anh ta luôn rất tươi cười. Đây là thịt bò xào hoa thiên lý, nhìn rất là ngon các bạn. Đây là canh cua, đây có cả cà đây các bạn nhé, có cả mắm tép để chấm cà. Thật sự những cái món này nó rất là hợp khẩu vị của chúng tôi, rất là ngon các bạn. Chuyến đi thật là bổ ích. Tổng bữa ăn hôm nay rất là rẻ các bạn, hết có 620.000. Đây này, nhân viên rất là tình cảm, chạy ra che ô trời mưa, rất là tình cảm. Quán ăn rất là đông, ô tô xếp hàng các bạn. Đây các bạn nhìn thấy nhân viên rất là lịch sự. Đấy, chỉ có Thái Bình chúng tôi mới có thôi. Ăn xong mang xe ô cho khách đi ra xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Các bạn thấy xem thấy hay, ý nghĩa thì ấn nút đăng ký kênh của Nguyễn Nam để được theo dõi tất cả các kênh mới nhất hàng ngày. Xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Cảm ơn, thank you.